Chào mừng anh chị trở lại với Talk Chứng khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày 10 tháng 9 năm 2021 và nhận định là từ 13 đến 17 tháng 9 năm 2021. Thì hôm nay của mình cũng sẽ chuyển cái file Excel qua cái file PDF anh chị nhé. Thì song song với cái việc phân tích thị trường, nhận định thị trường và các cổ phiếu thì mình sẽ gửi tặng cho các anh chị cái file PDF này. Và file PDF này nó cũng khá là đầy đủ nhé. Thì anh chị có thể đọc ở đây, các anh chị có thể để, nếu mà anh chị ngại xem video á, đọc cái này là anh chị cũng hiểu cơ bản được các cái diễn biến về thị trường, về các cái dòng cổ phiếu và các cái xu hướng và một số những cái cổ phiếu mà mình cũng chia sẻ với các anh chị. Thì anh chị đọc qua cái phần trên này, nó là hướng dẫn sử dụng anh chị nhé. Thì cái thị trường ngày hôm nay ấy, đối với HSX là tăng điểm, sau đó thì bán ra cuối phiên nhé anh chị nhé. Đối với đây này, anh chị nhìn VN Index và VN 30 đây này. Còn đối với HX Index và UP Index thì là UP Index thì tăng điểm nhé, HX thì là giảm một chút xíu. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là HSX kiểu mà mua vào bán ra khối lượng thấp này, HNX Index và Upcom thì là vượt cái đỉnh cũ. Thì lát chúng ta sẽ nhìn ở trên AMI Broker. Về đánh giá thị trường chung hiện nay thì là vẫn trong cái xu hướng hồi phục sideways, có các cái hoạt động chốt lời nhỏ anh chị nhé, một số nhà đầu tư nhỏ người ta vẫn bán ra, tuy nhiên là nó diễn biến trong cái biên độ rất là hẹp, rất là thấp. Rất là nhiều cổ phiếu thì giao dịch với khối lượng hiện nay rất là thấp, thì như vậy thì cũng thấy rất là tiềm năng, bởi vì các cái nhu cầu bán ra của cái nhà đầu tư ấy, mà có nhu cầu bán là không nhiều chị nhé. Thì với cái chiến lược giai đoạn sideways thì chúng ta vẫn ưu tiên là đánh các cổ phiếu tích lũy, các cái cổ phiếu chuẩn bị bùng nổ thay vì mua các cổ phiếu bùng nổ chị nhé. Thì chúng ta nhìn một chút ở trên AMI để chúng ta nhìn thấy rõ hơn, anh chị nhìn đây này, cái đáy ngắn hạn gần nhất là ngày 24 này anh chị nhé. Thì chị có thể nhìn thấy cái ngày mà chúng ta chia sẻ là sau khi nó test xong đáy khối lượng thấp, chúng ta bắt đầu quay lại thị trường từ ngày 27, sau đó thì nó duy trì một cái xu hướng hồi khá là nhẹ anh chị nhé. Hiện nay thì giao dịch cũng khá là thấp, khối lượng khá là thấp, diễn biến sideways thôi. Hiện nay trên MA20 nhé, VN Index trên MA20, VN30 thì dưới MA20 một chút xíu, nói chung là sideways nhé. Nếu nó test lại mà nó thủng những cái đáy ngắn hạn trước thì chúng ta mới lo, còn không có như thế này thì vẫn yên tâm, chúng ta cứ đánh các cổ phiếu kiệt khối lượng thôi anh chị nhé. Thì mình sẽ có chia sẻ ở phía cuối một số cổ phiếu cho các anh chị để các anh chị có thể theo dõi. HNX Index thì vượt đỉnh nhé. HNX Index thì hôm qua vượt đỉnh, hôm nay ở phía trên nói chung là mình không nói là quá tích cực, nhưng mà cơ bản thị trường ở mức độ trên trung bình anh chị nhé. Trên trung bình vẫn có thể giao dịch được. Đó. Thì là các cái dòng cổ phiếu mạnh. Hiện nay ở đây thì mình thông thường là dòng cổ phiếu mạnh ấy, thì mình sẽ so sánh với thị trường chung. Và cụ thể so sánh với VN Index và VN30. Nhất thì cái ngày mà chúng ta quay lại thị trường á, là cái ngày 27 này. Thì hôm nay là mình sẽ so sánh các cái nhóm ngành với lại cái ngày 27/8 và so sánh giữa các cái nhóm ngành cổ phiếu với nhau. Thì chị có thể thấy này, hiện nay cái nhóm mạnh nhất hiện nay anh chị nhìn thấy là thứ nhất là nhóm dịch vụ tài chính này, đấy, khai khoáng này, thép này là nhóm rất mạnh này, vận tải biển này, bán lẻ này, đấy, trên trung bình thì có thủy sản này, về công nghiệp này, cao su này, công nghệ chứng khoán, dịch vận tải này, xây dựng này, điện này. Đấy thì khi các anh chị nắm giữ các cổ phiếu và các cái nhóm mạnh từ trung bình trở lên này thì anh chị sẽ có những cái lợi thế, bởi vì các cái cổ phiếu mạnh thì nó sẽ có xu hướng mạnh tiếp. Đây là đánh giá về mặt sức mạnh thôi, và tất nhiên khi mà chúng ta xem xét để mua các cổ phiếu thì chúng ta phải nhìn vào cái cấu trúc, cái hình mẫu của các cổ phiếu anh chị nhé. Đó thì bây giờ mình sẽ cùng anh chị đi phân tích một số cái nhóm cổ phiếu mạnh, nhóm các cổ phiếu bùng nổ trong phiên ngày hôm nay và các cổ phiếu cho cái điểm mua bùng nổ, và sẽ đánh giá cái nhóm cổ phiếu, các cái cổ phiếu theo các cái nhóm ngành cổ phiếu theo yêu cầu của các anh chị nhé. Thì anh chị có thể nhìn thấy đây này, nhất là các cổ phiếu mạnh nhất nhé, đây là các cổ phiếu mạnh nhất này, thì bấm vào đây các cổ phiếu mạnh nhất này. Đấy, thì mình chị nhìn thấy đây những cổ phiếu rất là mạnh nhé, thông thường nó có một cái xu hướng lên rất là rõ nét, dòng tiền vào rất là rõ nét nhé, xu hướng lên rõ nét, dòng tiền vào rõ nét. Đấy thì anh chị đang sở hữu những cổ phiếu này thì nó ngon nhé. Đấy, DGW này, VSD này. Tất nhiên là những cổ phiếu này thì chúng ta cũng phải tỉnh táo nhé, nếu mà khi mà đủ cái các cái điều kiện về mặt chốt lời ấy, hoặc là cổ phiếu mà có cái xu hướng chốt lời và phân phối ấy, là chúng ta cũng phải phải thanh lý nhé. Chúng ta đánh ở đây thứ nhất là theo hai thứ chốt lời, thứ nhất là theo hai thứ, thứ nhất là dựa vào cái tỷ lệ thông thường là từ 20 đến 25% từ cái nền gần nhất. Đấy là cách gọi là chốt lời đơn giản nhất của O'Neil, Ken Slim. Cách thứ hai là chúng ta bán khi mà thị trường chung nó hắt hơi sổ mũi, hoặc là khi cổ phiếu nó có những cái tín hiệu yếu nó bán ra và khả năng tăng thì không tăng được nữa thì chúng ta sẽ bán. Đó, APG này,
Đấy, TCL này, SKG là mã mạnh nha anh chị nhé. Hiện nay tất nhiên nó vượt qua cái vùng kháng cự cũ rồi nhưng nó cũng rất là mạnh đấy. HVN này, HVN anh chị thấy không? Vùng nó rất là mạnh luôn. Đấy, CST này rất là mạnh này, EVF này. Đây là mình mới sắp xếp theo các cổ phiếu mạnh và theo nhóm ngành đấy. Còn sắp xếp theo điểm số thì nó sẽ nhìn thấy cổ phiếu, nhiều cổ phiếu nó dựng lên cái lắm. BNA này đẹp này, TVN này, đấy. Hoa sen này, hoa sen này hôm trước có chia sẻ với các anh chị cổ phiếu hoa sen này từ lâu lâu rồi đấy. Đúng không, anh chị nhìn không, cổ phiếu hoa sen này này. Đúng nhỉ? Đấy, có chia sẻ với các cổ phiếu Big Mix HT1 này, VNP này, anh chị có thể nhìn thấy này, hoa sen đâu đó đây này. Mình hôm trước có chia làm hai cái nhóm cổ phiếu, một là cổ phiếu cho điểm mua bùng nổ, cái thứ hai là các cái cổ phiếu kiệt vốn thì chúng ta phải theo dõi. Hoa sen đây, hoa sen đây, hoa sen đây ngày mùng 7 tháng 9 đó là ví dụ như thế. Nhiều cổ phiếu rất là mạnh anh chị nhá, thì anh chị sở hữu những cổ phiếu này thì ok thôi, chúc mừng các anh chị. PVT này, VTO này, đấy, VNA này, đấy, các cổ phiếu rất là mạnh nhé. Thế rồi, đây là các cổ phiếu mạnh nhất rồi, vừa có mạnh về mặt tăng giá, thứ hai là mạnh về mặt đồng tiền. Ok, các cổ phiếu bùng nổ ngày hôm nay thì ra sao thì anh chị có thể nhìn thấy mình sẽ rút lướt. Đây là các cổ phiếu bùng nổ nhưng mà chạy đi lên này, APG này, TCL này, HVN này. Tất nhiên nhiều cổ phiếu nó trùng với nhóm nãy bởi vì nó vừa là những các cổ phiếu mạnh nhất vừa tiếp tục bùng nổ. BI này, anh chị thấy không? BI tăng rất là mạnh. MBS nhé, MBS hôm nay là cổ phiếu cho điểm mua bùng nổ cho Kslim nhé. BMS, xin lỗi anh chị, BMS là cổ phiếu mua bùng nổ Kslim. Tiếp tục là VSC nhé, VSC này đều bùng nổ đấy. Đây là anh chị nhìn thấy đây là mô hình hai đáy này, mô hình số 1 đáy 1 này, đáy 2 này. Hôm nay là vượt qua cái mức này này, cái xương sống của cái chữ W này nhé. Anh chị thấy là sau khi nó rũ bỏ này, rũ bỏ hai phiên không được thì hôm nay là bùng nổ rất là đẹp nhé. Hôm trước trong group Zalo có chia sẻ với anh chị cổ phiếu này này, nhưng hôm trước là chia sẻ với anh chị khi mà nó vào nó mới test cung thôi nhé. Nhưng mà hôm nay thì nó bùng nổ luôn, rất là mạnh. PDV này thì chạy mạnh quá. LTG là cổ phiếu cho điểm mua bùng nổ anh chị nhé. Đấy, hôm nay là cho điểm mua bùng nổ nhất là LTG nhé. Là đây, nếu anh chị đang nắm giữ những cổ phiếu như này thì rất là ngon rồi nhé. Nhưng mà nếu mà mua những cái phiên bùng nổ thì theo mình nghĩ giai đoạn này không nên, bởi vì có thể thị trường nó sẽ có những cái rủi ro nó điều chỉnh lại thì chúng ta không nên mua cổ phiếu bùng nổ. Nếu thị trường mạnh thì mua những cổ phiếu này thì rất ngon, các anh chị mua thì nó chạy luôn. Còn nếu thị trường yếu có thể lúc đó nó sẽ test lại. Ví dụ ngày mai mà nó có một cái uptrend nó rơi ra đây thì lại là nguy hiểm. Còn nếu không thì mình nghĩ là rất ok, nếu thị trường chung mạnh thì ok. Đấy, cổ phiếu này thì chạy rồi nhé, THT chạy rồi nhé. GDT này anh cho điểm mua bùng nổ này anh chị này. Đây cho điểm mua bùng nổ này nhé, đây cho điểm mua bùng nổ rất đẹp nhé. Nhóm sản phẩm gia dụng lâu bền nhé, cổ phiếu này rất đẹp. Ok, đấy, cơ bản hết rồi. VGI này thì ở phía dưới thì mình sẽ không hay mua nhé. Tất nhiên là không có nghĩa là cổ phiếu này nó không chạy. Đây nói là những cổ phiếu hồi phục với chị nhé, đây đáy của nó. Ừ. Rất đẹp. Đây, KM này, rất chạy rất kinh này. DGW hôm trước có chia sẻ với anh chị cổ phiếu này này, chạy rất là mạnh, đây điểm mua bùng nổ của nó này. Thực ra chúng ta không cần phải 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 mua những cổ phiếu kênh dưới hoặc xuống giò đáy đâu, các anh chị cứ mua những cổ phiếu kênh lên như thế này rất an toàn nhé. Hết rồi, hết các cổ phiếu bùng nổ rồi. Ok, mình sẽ rà soát các cái cổ phiếu theo yêu cầu các anh chị. Chắc là mình sẽ rà soát theo nhóm ngành nhé, mình chọn theo sắp xếp theo nhóm ngành này, chọn các cổ phiếu thứ nhất là theo mạnh nhất này, tất nhiên mình sẽ đi theo cổ phiếu mạnh nhất này, chọn cổ phiếu mạnh nhất trước. Ok nhé, thì nó sẽ dễ hơn. Thì hết các cổ phiếu mạnh nhất thì sao, các cổ phiếu yếu, các cổ phiếu yếu thì thôi mình sẽ không quan tâm đấy. Cái chị nhỏ nhìn nhá, thứ nhất là bán lẻ may mặc thì có cổ phiếu AAT này, đấy, rất là mạnh. Các chị thấy đây những cái phiên test cung này, đây là no supply này, test for supply này, không, cái này cũng không phải test for supply đâu, là đóng phía trên này thì mới đúng này, nhưng mà đây nó cũng vẫn là đấy thôi, là những cái dạng mà ít các cái lực bán ra rất là ít. Khi lực bán ra ít thì các cái lực mua vào rất là nhẹ nhàng, nó hoàn toàn là bùng nổ các cổ phiếu này nhé. DGW này thì ok, nắm giữ ok nhé. BSD này ok nhé anh chị nhé.
Nhớ di động nhé, hôm qua điểm mua bùng nổ nhé, hôm trước cũng chia sẻ với anh chị cái điểm mua kiệt vôn ở đây nhé. Anh chị có thể xem lại nhé, trong này có hôm trước có nói cổ phiếu di động này, MLG này, từ hôm mùng 9 tháng 9 này, thì hôm sau bùng nổ luôn. Đó. Nhá, thì cổ phiếu PET này đẹp này anh chị nhé, nó cũng đang sau khi bùng nổ vượt nền thì nó tích lũy lại thôi, ok vẫn đẹp, nói chung nhóm bán lẻ này rất là đẹp nhé, cái FLT này ok nhé. Đấy. Bất động sản nhé, sản thì VCR này ok nhé, mình lọc một chút theo cái này đi cho nó mạnh một chút. Rồi, BI này thì chạy rồi, anh chị em mà mua được những cổ phiếu như thế này thì ngon đúng không, mua giá 10 này chạy ngon thì ngon. CCL thì đang ở tích lũy ở cái vùng kháng cự cũ nhé, cổ phiếu này nên chờ, những cổ phiếu dưới này thì bỏ qua. TTC này có anh chị hỏi là đây là một phiên, đây là hai phiên bùng nổ xịt nhé, đây là phiên breakout xịt này, đây nó sẽ như này này anh chị này nhé, đây là uptrend này, đây là uptrend này, và ra này thì cổ phiếu này nó hơi lỏng thì nó sẽ cần tích lũy thêm nhé, thì nó sẽ an toàn nhé. Mấy cổ phiếu này thì không ưu tiên cho lắm đâu, mặc dù dòng tiền nó vào đấy cũng khá tốt, nhưng mà mình sẽ không thích các cổ phiếu ở phía dưới này, bao giờ nó phải lên hẳn các cái đỉnh cũ thì nó sẽ thích hơn, nhưng cổ phiếu này không thích nhé. SCR anh chị nhé, SCR thì này, đây là bùng nổ này, đây là một cái uptrend này, khối lượng kiệt dần nhé, hôm nay là một dạng tết cung nhé, ok nắm giữ cổ phiếu này, nhưng mà giá ấy, cổ phiếu dưới 15.000 này thì hạn chế, nhưng cổ phiếu như này thì nó vẫn chạy được. Đấy, KBC nhé, KBC rất nhiều anh chị hỏi về KBC nhé, thì sau khi ấy thì nó đang tích lũy lại thôi anh chị nhé, nó đang tích lũy lại, tích lại phía trên, ok vẫn ok nhé. Đấy, IDG này thế này vẫn ok này, khối lượng kiệt này, nhưng hôm nay là no, no demand, tức là hôm nay là một cái thanh nến mà không có nhu cầu của người mua lắm, thì nó sẽ phải chờ mất thời gian tích lũy hơn, nói chung cho bất động sản này vẫn cần thêm thời gian để tích lũy một chút. Đấy, tích này nhá, tích này anh chị hỏi vấn đề gì không, thì nó bán ra hai phiên như này, nhưng thực ra khối lượng rất là thấp, khối lượng thấp như này thì do là nó thiếu cái lực cổ phiếu tích cái này, cổ phiếu tích như này thì nó thiếu cái lực cầu thôi anh chị nhé. Đấy, D2D này, D2D thì bùng nổ vượt nền này, tích lũy lại này, khối lượng thấp này, ok vẫn an toàn đấy anh chị nhé. Vấn đề gì? TG này thì trong nền thôi nhé, khối lượng hơi cao mà chưa xem vội. NB này ok này, khối lượng thấp dần này. IGC thì là này không đẹp lắm rồi, nó ở phía dưới, khối lượng vẫn hơi cao. L Long Hậu này nha, anh chị thấy này, nó vẫn đang ở trong cái vùng vùng tích lũy thôi, vùng sideways nhé, thì khối lượng nó cũng kiệt dần rồi, nói chung nó cũng lên tín hiệu cũng khá tốt. Năm Long thế nha, Năm Long đây để mua bùng nổ cái slim nhé, anh chị sẽ bán ra khối lượng kiệt thế này thì ok nhé, vẫn đẹp vẫn đi lên được. KDH hạn thế nhé, kiệt vô ok nhé, không đề gì. VC3 này, đây là cổ phiếu bo cung nhé, anh chị nhìn nó bằng cái chặn như này, bo cung cổ phiếu này thì nó vẫn lên đấy, nhưng mà không nên đánh cho lắm. HDC đã tích lũy nhé anh chị nhé, rất xanh thì phía dưới không xem. Nam Tử Liêm ok nhé, ba phiên kéo lên này, kiệt vô lại này, vẫn bình thường ok nhé, không đề gì. VHM thì chưa xem nhé, nó vẫn ở phía dưới đây này, cái gì nhìn đây nó đang kiểm tra lại cái phần vùng hỗ trợ đáy cũ này, khối lượng vẫn rất là lớn nhé, tích này vẫn đẹp nhé, đẹp. VL này thì nó đang sideways ở phía vùng hỗ trợ, cổ phiếu này thì cũng không nên xem xét nhé, tạm thời bỏ qua nó đi. MDN thì khối lượng nó kiệt dần rồi anh chị nhé. HDG này ok nhé, HG này bao cung nhé anh chị thấy không, sau khi đây là rơi thường thường. VR này một dạng bo cung nhé, thì nó đang rơi đấy thôi, cổ phiếu này thì không nên xem bây giờ, cổ phiếu này kênh dưới rồi ok. Mình chuyển qua cái đội thiết bị điện cho các anh chị xem một chút nhé, ví dụ gác này ok này, vượt nền này, tích lũy lại ok này,
Đấy, DDG này viết tiếp tục đi lên này, ok nhá, anh chị nằm dưới ok nhé. Chị Vui Tế TNH này, ok nhé. Đây là một phiên rũ này, rũ bỏ những nhà đầu tư này, không rũ được kéo lên này, ok này, chạy bình thường này. Đó, phần cứng thì có CMG chạy rất ngon. ITD này thì cũng ok nha, nhưng nó đang trong vùng tích lũy thôi. FGT này, anh chị thấy không? Bùng nổ này, kéo lên này, ok nhé, của này ok. FPT nhé, FPT thì đang tích lũy thêm, anh chị thì khối lượng nó cũng cạn rồi này, nó chuẩn bị nó chạy được. Đó, bảo hiểm nhé, bảo hiểm ok nhé, mic ok nhé. BVH thì kênh dưới, anh chị nên xem nhé. BMI nhé, anh chị nhé, BMI thì đang tích lũy thôi. Chị nên chờ thêm. Bích này ok nhá, bây giờ xu lên anh chị thấy đây để mua bùng nổ này, kéo lên này mấy viên rũ ra này, cạn khối lượng rồi nó sẽ chạy thôi, vẫn không vấn đề gì. Với chứng khoán thì có APG chạy kinh quá đúng không, anh chị thấy tăng ở mầm, tăng từ giá 10 lên 23 rất kinh luôn. Đấy, những cổ phiếu như AAS lại lên này, BMS thế nha, BMS này để mua bùng nổ vừa nãy nói rồi. KPS ok nhá, đi lên nhá. Đấy, rất đẹp, dòng chứng khoán này nhiều mã đẹp này, TVS này, VDS này đẹp này, FTS nhé, FTS rất đẹp, nay mua bùng nổ vấn đề nên chị nhớ rất đẹp. Hôm trước anh chị thấy được khối lượng nó cạn như này này. Đấy, đây là những cái phiên mà không có lực bán ra này. Đấy, ok chạy. VCI ok nhé, nói chung dòng chứng khoán rất ok anh chị nhé, dòng chứng khoán này ok đấy, rất là ok đấy. Không đi chi tiết nhiều thì rất là đẹp, HCM thì rất đẹp nhé anh chị nhé. Hôm qua là test nhé, hôm qua là một cái phiên kiểm tra lượng cung nhưng nó kéo xuống, hết lực cũng lại kéo lên, hôm nay nó kiểm tra lại khối lượng rất là thấp. Đẹp, BVS đẹp nhé, rất là đẹp. Các cổ phiếu này rất đẹp. SAS này rất là đẹp nhé. EVN nói chung các cổ phiếu chứng khoán đều rất đẹp. Vận tải nhé, ok đẹp này, PCR này, SKG này ok nhé. HLH thì đang chạy nhé anh chị, đây là phiên bùng nổ vần nền theo KSLim này. Đúng không? Mình đều chia sẻ với anh chị phiên nào mua HLH. Đây HLH đây. Đấy chỗ này, này. Ngày mùng 6/9 tức là nó là cái điểm mua cash slim nhé, cổ phiếu nào chạy thì cũng phải đều có cái đấy anh chị nhé, đều có cái điểm mua cash slim. VSC này nhé, lúc nói rồi này, điểm mua cũng rất đẹp nhé, hay hay đáy, mô hình hay đáy. Đấy, ILV ok nhé, kiệt khối lượng rồi, giảm khối lượng rồi, chạy được. Đấy, TCL này ok này, SGP này, nói chung dòng vận tải rất đẹp nhé anh chị, nằm giữ ok. Cái gì nhỉ, cái hàng không anh chị có hỏi con HVN này, con HVN này thì đúng là rất là khó để mua nhé, các anh chị nhìn đây là nó là cái vùng đáy này, đồ thị thì nó hỗn độn này, hỗn độn nhộn nhạo, và tất nhiên đến đây này, đây là một cái nhịp nó rơi này, xong nó kéo lên này nha, xong rồi xả nó rơi này, hết những cái lực bán ra nhé, thì chỉ có lực mua vào nó sẽ kéo lên rất là mạnh đấy. Nhưng mà cổ phiếu này thì mua những cổ phiếu như thế này rất là rủi ro anh chị nhé, nó mà sập đây thì nó cũng sập rất là nhanh nhé, thì đây là một dạng cổ phiếu hồi phục thôi, nó theo tin tức các thứ thôi, theo các cái sự kỳ vọng, như cái sự kỳ vọng này thì nó hơi bị ảo, nó hơi bị ảo chứ nó không kỳ vọng dựa trên những cái sự thật. Ở đây là người ta đặt cược vào một cái doanh nghiệp lớn, về bản chất là thế, tức là người ta bảo thằng này thì khi Covid nó hết, có vaccine thì kiểu gì nó không chết, doanh nghiệp này không thể chết được, người ta sẽ phải cứu, và đặt cược ở trên cái bệnh viện như vậy chứ không phải là trong cái góc độ tăng trưởng chị nhé. Và đây nó cũng không hẳn là đánh theo dòng tiền của nhà đầu tư lớn đâu, cũng không hẳn thế đâu nhé. Đấy, VZ lại thế này, khối lượng rất là cao và lại cũng khó đánh nhé, đợt này rất là khó đánh, mấy cổ phiếu VZ các thứ này rất là khó đánh. Các anh chị nhìn này, đồ thị nó rất là lung tung này, thường ở đây chủ yếu rất nhiều nhà đầu tư nhỏ người ta đánh thôi, nhà đầu tư lớn chạy đánh cổ phiếu kiểu như này. Đó. Còn bạn nào có bao nhiêu bạn hỏi về DCM ok nhé, vượt nền rồi đây, tích lũy lại thôi, vấn đề gì cũng đẹp. Đó. Lát lại đẹp này, BFC này kinh dưới không, BFC này đẹp này, BFC này rất đẹp nha anh chị nhé, nó đây là mô hình hai đáy nhé, đáy một đáy hai này, kiệt khối lượng chạy này. Đấy, rất đẹp. DPM cũng thế nhé, nói chung dòng hóa chất lại đẹp, hóa chất cơ bản lại đẹp này, chạy rồi. DDV chạy mầm, VNP này hôm trước có chia sẻ với chị đây, điểm mua bùng nổ đây này đúng không, mua cao bán cao hơn chuẩn luôn. Đấy, CSV thế nhé, đây nền hai chạy. Chung rất nhiều cổ phiếu đẹp nhé, DPR thế nhé, cái này anh chị thấy không? Đây là nền một này, đây nền hai này, rất đẹp.
Đấy, VLC này chạy này rất là đẹp luôn. Mình sẽ lướt nhanh những đấy, nói chung dòng dịch vụ hóa chất cơ bản rất là đẹp. Khai khoáng này thì vẫn ok nhá, anh chị nhìn đây nền này kéo lên này, chỗ này thì nó hơi lỏng một chút nhưng mà anh chị có thể theo dõi được cái này, dòng tiền là vào nhé, dòng tiền vào rồi lại có xu hướng có thể lên được nhé. Cái này đấy, TNT này anh chị thấy không, khi mà nó kiệt cái lực bán ra như này, đợt này bán ra hấp thụ à, thì đây nó sẽ kéo lên từ từ nhé, đây bùng nổ này. Như cổ phiếu này khả năng tích lũy thêm nhé. KB nhé, các anh chị thấy không? KB này một thời lên giá rất là mạnh luôn. Đó, thời ngày xưa luôn. Bản thân ngày xưa mình mua được bao nhiêu khúc của mã này luôn, rất là nhiều. Nhiều kỷ niệm với mã KB này. Hiện nay rất là ổn như chị nhé, đây là những cái vượt nền nhé. Khi nó chạy nhé, những cái phiên mua vào này bán ra khối lượng thấp này ok nhé, nó vẫn chạy được rất là đẹp. VPG này thì chạy nhé, TSM này thì hơi lỏng, than này còn TC6 này chạy này, ở đây CST này chạy này, đúng không anh chị, thấy hai phiên bán ra này tiếp tục chạy này. Trên đều trên MA10 luôn, được màu xanh, chả có phiên nào dưới MA10 cả. Nếu anh chị nắm giữ những cổ phiếu này bảo rồi, nếu nắm giữ cổ phiếu chạy thì bao giờ thủng MA10 cũng nắm anh chị mới chạy thôi, còn nó cứ giữ đúng không, đây là cái phiên chạy nó rút thì phiên này có thể chốt một phần thôi, hồi lại cái thứ nó chạy đấy, thứ sáu nó chạy này đấy, TBD này, TFT này, đấy, NVC này chạy đều rất đẹp nhé, dòng than đẹp. Ngân hàng này thì có một số mã là chạy lên phía trên rồi, như EVF này chạy lên tích lũy lại nhé, NVB nhé tích lũy lại nhé, đấy, TPB này thì phiên này bùng nổ nhé, hai phiên này bùng nổ, tức nó là hai cái phiên tín hiệu mạnh OS, nhưng mà nó tích lũy tăng tích lũy thêm, hôm nay khối lượng hơi cao một chút, bé thì đẹp hơn. Đấy, một số cổ phiếu này nó đang gọi là ấy thôi, kiến tạo trong cái khu vực nền tảng đây chị nhé. Ngân hàng thì vẫn hơi yếu nhé, đây AB tít phía dưới đây, nếu mà vượt qua đây nó là hồi phục xong nó mới chạy tiếp được. Cổ phiếu ngân hàng thì yếu nhé, nông thủy sản này thì đẹp này, VAC lên này, ACL lên này, MPC ok này, mua bùng nổ này nhé, hôm nay có thể mua được nếu điểm mua bùng nổ. ANV cũng thế nhé, cũng đẹp nhé. CMX thì lỏng nào, phụ kiện này mấy hát này ok, tích lũy chạy tiếp anh chị nhé, đây điểm mua bùng nổ này, hôm trước nói điểm mua bùng nổ này, hai phiên tích lũy lại chạy tiếp. PNG thì bùng nổ phía dưới thì không ưu tiên nhé, gì nó thông thường loại này cái hình mẫu của nó sẽ anh chị thấy nó nổ vài phiên này xong nó sẽ tích lũy ở đây này nhá. Nếu anh chị hỏi con này thì nó còn vướng rất nhiều cái mắc ở trên này này, rất nhiều nhà đầu tư mắc kẹt ở trên này thì người ta sẽ phải bán ra ở trên này và nó sẽ phải tích lũy thêm đó. VGT này thì ok này, ADS chạy này, TNG cũng đẹp nhá, TNG rất chạy ok, chị thấy bán ra khối lượng thấp rồi, TNG cũng đẹp. TBC cũng thế nhé, thực phẩm này là một số mã đẹp là BNA ok này, AAV này chạy ok này, VOC này ok này, MC thế nhé, MC ok nhé, GIL này ok này, anh chị thấy này, đây là các cái điểm vượt nền cũ này, vượt cái mức đấy bùng nổ này, tích lũy lại một chút này đấy, các chị nó vẫn chạy, đây là cân bằng của phiếu đại rồi, nó chạy thôi, chung là đều đẹp đấy, nhiều cổ phiếu rất là đẹp. Bọn Vinamilk này thì vẫn cắm xuống không tính. Đây. Dầu khí thì đang giảm khối lượng thôi anh chị nhé. Thì chờ. Thép thì có TVN thì chạy ngon nhé. Ok nằm giữ ok. Đây điểm mua bùng nổ này. Hoa sen ok này. Sau cái điểm mua bùng nổ đang chạy nhé, rất đẹp. Thép rất là mạnh anh chị nhé, TLH mạnh này, ok nắm giữ thôi. Nhưng chị nhìn là dòng thép nó rất là mạnh này, thép tiếp phía trên này mà tăng 14,1% từ ngày 27 tháng 8 này. Đó, rất là mạnh.
MRC ok này, NKG ok này, MRC ok này, đều nắm giữ được, rất là đẹp. Và phạm thế nhé. Ok, SHI thì phía dưới không tính. Đây anh chị thấy nó đang xuống xuống này. Ok, thì mình giờ này rà soát bấy nhiêu cổ phiếu thôi, theo yêu cầu của các anh chị nhé. À, thì mình có tặng cho anh chị mấy cổ phiếu dưới này. Nó là mấy cổ phiếu mà một mình gọi là những cái cổ phiếu khá hay, các anh chị nên quan tâm. Ở đây mình có cả hình đồ thị để các anh chị xem chi tiết nhé, ở trong cái này ví dụ như là PET này, các anh chị thấy đây là cái nền của nó này nhé, thì là sau khi nó bùng nổ vượt nền nhé thì nó đang tích lũy lại, hôm nay là điểm rất là tích cực bởi vì khối lượng thấp thì anh chị có thể mua nhé, kỳ vọng lợi nhuận ở mức khoảng 32 nhé, còn nếu bán cắt lỗ là khi nó thủng MA10, khi nếu nó nếu như thế này nó chạy lên phía trên mà thủng cái MA10 thì chúng ta nên bán, có thì có thể chốt lời ở 32 nhé. HCM nhé, HCM từ chứng khoán thì chị thấy rất đẹp, đây là cái vùng tích lũy của nó nhé, 69. Tất nhiên là mua những cổ phiếu như này là mình đang kỳ vọng như thế, còn nếu mà trong cái các cái diễn biến xấu mà nó thủng MA20 nó rơi phía dưới này chúng ta sẽ phải cắt lỗ, không có gì để chính xác 100% anh chị nhé, nếu diễn biến thị trường theo đúng cái kịch bản thì hoàn toàn sẽ có những cơ hội đó. GMD thế này vượt nền rồi anh chị nhé, hôm nay kiệt khối lượng nhé, rất là đẹp. Đây kỳ vọng lợi nhuận 62 nhé, bán là 62 nhé. VFC nhé, kỳ vọng ở 46 nhé. Thế hôm nay kết khối lượng rất là đẹp. DRI nhé, DRI thì vượt nền rồi, bị hơi đắt một tí tí rồi nha anh chị nhé. Từ chỗ này là đâu đắt vào khoảng 4% rồi nhưng không sao, vẫn có thể kỳ vọng lên giá khoảng 14,5 được. Đấy. Masan nhé, Masan thì nó đang ở trong nền thôi, nhưng mà nó đang cạn khối lượng rồi thì anh chị có thể, mình nghĩ là có thể tham gia được nhé, tham gia được nếu mà nó, nhưng mà tham gia được là bao giờ nó phải vượt cái mức 132, 100, 140 này này. Mà nó phải bùng nổ giòn giã thì chúng ta sẽ nắm giữ, còn nếu không có chúng ta bán ở phía trên này. Nha, nếu nổ giòn giã ở mức 140 thì có thể sẽ lên được 168. Đó thì hôm nay tặng cho anh chị là 6 cái cổ phiếu thì cho nó trực quan. Ok, cảm ơn các anh chị nhé. Thì chúc các anh chị cuối tuần vui vẻ, hẹn gặp lại.